nó không phải là một cái vấn đề gì mà ghê gớm như là những cái bản tin khác nào là bom nổ cháy nhà chết người thưa quý vị, nhưng mà một bản tin nói ra thì có người cười, có người khóc. Một cái việc là một nữ ký giả đã bất ngờ bị một cái nhóm người mà họ là runners, họ chạy ngang qua, thì một cái người runner trong nhóm này là một người đàn ông đã bất ngờ vỗ mông cô trước cái máy, trước trong khi mà cô đang truyền hình trực tiếp, đã khiến cho cái người nữ ký giả là hoàn toàn là rất là bị ngạc nhiên, là bị sốc đó thưa quý vị. Thì cái việc này ngày hôm nay nó đã đi tới một cái mức độ là mạnh hơn nữa. Thì ngày hôm qua anh Ngọc Trọng cũng đặt câu hỏi là không biết là cô này có làm cái chuyện gì liên quan tới pháp lý về cái người đàn ông đã vỗ mông cô hay không. Thì thưa quý vị, hôm nay cô đã làm. Hôm nay thì cô là, tên cô là Alex Borjajan. Cô đã chính thức là đệ đơn kiện lên tòa. Và cái đệ đơn kiện này thì nó cáo buộc cái nhân vật, cái người mà vỗ mông cô, được biết cái ông này có tên là Thomas Calloway, đã về cái tội là tấn công tình dục. Và cô, tội này thì nó thuộc dạng là gọi là criminal case, thưa quý vị, là tội phạm đó. Và như vậy là một vấn đề cũng khá là nặng nề. Thưa quý vị, hôm qua chúng tôi không có đặt câu hỏi đó. Thì bây giờ rõ ràng là cô muốn xúc tiến. Tức là đương nhiên với cái lời cố vấn của luật sư của cô ấy, là cô muốn cái là đưa vấn đề là truy tố hình sự, criminal charge. Vì cô nói là như vậy là đã xâm phạm cô bằng cách này cách khác, chứ không phải là cái chuyện mà chúng ta nghĩ là nhẹ nhàng. Cho nên là đây có lẽ cũng là một cái bài học cho nhiều người đó. Đôi khi họ có cái, những cái thói quen kỳ cục mà họ không để ý. Thì chúng ta hiểu là bây giờ cô này muốn đưa ra, vì cô nói mà cô lại nhấn mạnh là ông không phải là ông đập nhẹ mà là he hurt me, tức là hình như ông vỗ khá mạnh ấy, thưa quý vị. Thành thử là cô này đang cover, tức là truyền hình lại, tường thuật lại cái cuộc chạy. Thì chúng ta cũng hiểu là trong thành phố đôi khi nó có những cái, vì lý do là do kia họ hay tổ chức những cuộc chạy chung như vậy đó. Thì cô bất ngờ, cho nên hôm qua mình cũng chiếu thấy rõ ràng là cô khựng lại, cô không ngờ là cái sự việc như vậy. Mà trong khi vẫn phải đang tường trình, cho nên cô ta phải tiếp tục làm nhiệm vụ. Nhưng mà sau đó thì hôm nay vì cô có tweet lên đó, Twitter thì đã có tới 200.000 lượt mà họ đưa, mà đa số những cái lời support cô ta và nói rằng là chúng tôi đồng cảm với cô. Cô đã gọi là struck cái accord, có nghĩa là đã đồng ý, tất cả đều đồng cảm một cái điều là cái chuyện này là không được, và nhất đặc biệt là giới phụ nữ. Cho nên là có lẽ vì những cái khích lệ đó, cô ta đã quyết định hôm nay đưa ra vấn đề về luật pháp. Cho nên là mặc dù ông này thì sau đó ông xin lỗi nhiều lần, và ngay lúc đó thì cái tổ chức mà tổ chức cái cuộc thi này đó, cái cuộc chạy này, thì đã nói là ông ta sẽ bị ngăn cấm cho những cái cuộc chạy sắp tới trong cả năm nay. Nhưng mà vấn đề là quý vị thấy là cái đó thì mọi chuyện nó cũng chỉ là tượng trưng thôi. Bây giờ cái chuyện đã lỡ rồi thì ông ta có, như hôm qua Linh An nói là bây giờ có xin lỗi 100 lần thì cũng thế thôi. Thành thử ra vấn đề là cái này nó làm cho mình nhớ đến cái vụ một cái cô mà bị kiss đó, bị hôn đó. Thì hai trường hợp cũng giống như vậy, tức là khi người ta đang tường trình thì bây giờ tự nhiên những cái biến cố này bất ngờ quá, thì cô kia cũng không biết làm gì, và lúc đó cố gắng để mà tường trình cho xong cái giây phút đó đi rồi mới tính gì thì tính, thưa quý vị. Thì thưa quý vị, chúng ta thấy rõ rằng là cái hành động của cái ông mà Thomas Calloway này, thì rõ ràng chúng ta thấy là ông ta đã lạm dụng tình dục một cách rất là rõ ràng, bởi vì là cái ông ta đã dùng tay của ông ta để đánh vỗ vào cái phần mà nhạy cảm cơ thể, mà đặc biệt là của phụ nữ. Thì quý vị cũng thấy rằng mà là ngay trước công chúng, trước cả truyền hình trực tiếp như vậy, thì ông này cũng hơi có vấn đề đó thưa quý vị. Thì cô Alex cũng nói rằng là ok, nhiều quý vị có thể cho chuyện này là bình thường, nhưng thực sự đây là một, đã mang lại cho tôi một cái xúc, một cái cảm xúc rất là khó chịu, và rất, tôi cũng rất là bị tổn thương. Cô có nói cái câu đó, bởi vì quý vị phải biết rằng là mặc dù tôi không có thể hiện ra lúc đó, bởi vì tôi đang trên sóng truyền hình trực tiếp và đó là công việc của tôi, nhưng ông ta đã vỗ rất mạnh vào người tôi và tôi bị đau. Cô đã nói như vậy, và cô nói rằng ngay sau khi mà ông ta vỗ vô người của cô vào cái phần mông đó thưa quý vị, thì cô bị khựng lại một vài giây, nhưng sau đó thì cô chợt nhận ra là mình đang thực hiện cái công việc của một nữ ký giả và đang truyền hình trực tiếp, nên cô ngay lập tức lấy lại bình tĩnh và tiếp tục là bình luận về cái event, cái sự kiện của cái cuộc chạy đua đó. Và thưa quý vị, thì ngày hôm nay cái vụ việc mà chúng ta thấy là nó có nhiều người thì bảo wow, cái sự việc gì mà lá cải vậy, nhưng thưa quý vị thì đây nó cũng không phải là vấn đề lá cải đâu. Đây là một vấn đề mà hiện nay quý vị, hôm qua Linh Nga cũng có nói qua là tại Hollywood thì nó có một cái phong trào gần đây là Me Too và Time's Up, là hai cái phong trào mà nó nổi lên rất là dữ dội
đối với trong cái giới tài tử của Hollywood trong cái năm qua, năm 2018, có liên quan tới cái vụ việc là ông trùm điện ảnh ở Hollywood, thưa quý vị, là ông Weinstein ấy, mà có tới hơn 70 phụ nữ đã đệ đơn kiện ông về tội tấn công tình dục hoặc là cưỡng hiếp. Thì ông Weinstein và toàn bộ cái đế chế điện ảnh của ông ta thì hiện nay đã sụp đổ hoàn toàn sau cái vụ việc này, và ngay toàn bộ sự nghiệp, tiếng thơm của ông ta cũng bị đuổi ra khỏi cả cái hội điện ảnh của Hoa Kỳ nữa, và đuổi ra khỏi hội điện ảnh của Anh Quốc nữa. Tức là ông ta bị đuổi đi khắp mọi nơi bởi vì người ta dùng cái từ gọi là ghê tởm một cái con người mà sử dụng quyền lực của mình để mà đàn áp những cái người trong cái tình cảnh yếu thế của họ. Thì hiện nay ông Weinstein cũng đang phải trả giá về vấn đề này. Nhưng thưa quý vị, thì từ cái sự việc này chúng ta cũng thấy đây là một cái vấn đề mà sau khi mà ông Weinstein bị bắt giữ và bị mà vào cái vụ lùm xùm rất là dữ dội ồn ào ở khắp Hollywood và Hoa Kỳ cũng như toàn cầu đó, thì hàng loạt những cái ngôi sao khác, nam tài tử cũng đã phải coi như là bị bắt giữ với những cái cáo buộc tương tự, trong đó có cả những cái người mà lạm dụng tình dục, không phải phụ nữ thưa quý vị, mà cả những cái gọi là người mẫu đó. Những cái nhà mà gọi là fashion designer rất là tên tuổi cũng bị bắt giữ vì đã lạm dụng và tấn công hoặc là cưỡng hiếp những cái nam hoặc là nữ người mẫu trong cái thời kỳ những người này chưa có nổi danh, mà họ phải nén chịu, phải câm lặng để mà tiếp tục với cái sự nghiệp của họ. Thì cái sự việc này nó cũng rất là hoàn toàn là trùng lặp với cái sự kiện đang diễn ra, cái phong trào Me Too và Time's Up tại Hollywood hiện nay. Cho nên cái sự việc này thì cái nhân vật mà đã thực hiện cái hành động gọi là không có được tốt đẹp đó là ông Thomas Calloway, chắc chắn là ông sẽ bị trả giá cũng không có rẻ đâu thưa quý vị. Vì hiện nay thì cô Alex đã đưa cái tội này, đã đệ đơn kiện lên tòa ngày hôm nay với cái tội là đưa vào hình sự, là criminal case. Và cô nói rằng đây là sẽ yêu cầu tòa phải có cái sự mà kết tội với ông ta liên quan với vấn đề là tấn công và lạm dụng tình dục. Thì chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị những cái bản tin có liên quan về cái vụ việc là ông Thomas Calloway đã có hành động gọi là sàm sỡ cô Alex là một nữ ký giả trong khi cô đang thực hiện cái chương trình truyền hình trực tiếp, và giữa một gọi là thanh thiên bạch nhật trước mắt tất cả mọi người và cái hình ảnh đó, thì chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị cái bản tin này trong những ngày tới đây. Một bản tin tưởng như là vui nhỏ, nhưng thưa quý vị, hôm nay đã trở thành big deal. Cho nên là các quý ông hãy nên coi chừng. Đôi khi các quý vị tưởng rằng là mình chỉ vui giỡn một chút xíu, nhưng thưa quý vị, nó không có đơn giản như vậy. Đặc biệt là khi mà quý vị chạm sờ hay có những cái hành động mà tấn công con người ta trên nước Mỹ, mà về vấn đề là cơ thể của họ hay là danh dự của họ, thì cái đó là cái mà quý vị phải hết sức là thận trọng.